lý do tài xế xe tải gây tai nạn làm 13 người thương vong ở Đắk Lắk. Ngày 10 tháng 10, thông tin từ Công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với ông Phạm Văn Huân, 29 tuổi ở Đại Từ, Thái Nguyên, điều tra về hành vi gây tai nạn giao thông làm một người chết, nhiều người bị thương. Theo kết quả điều tra ban đầu, trưa ngày 8 tháng 10, ông Phạm Văn Huân điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 29H07625 lưu thông ở trên đường tránh thị xã Buôn Hồ hướng từ Gia Lai, Đắk Lắk. Đến khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, khi xe tải đến đoạn km 13+800 đường tránh thị xã Buôn Hồ thì ông Huân buồn ngủ, điều khiển xe lấn sang phần đường ngược chiều. Ngay sau đó, xe tải đông vào xe du khách loại 16 chỗ biển kiểm soát 47F00203 do anh Phạm Phú Quý, 36 tuổi ở Đắk Lắk điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại. Vụ tai nạn khiến cho anh LQH là hướng dẫn viên du lịch tử vong và một số người khác bị thương. Sau khi xảy ra vụ việc, ông Phạm Văn Huân đã đến công an thị xã Buôn Hồ đầu thú và thừa nhận hành vi gây tai nạn. Theo clip trích xuất từ camera của chiếc xe tải, thì khi đang lưu thông, ông Huân có biểu hiện là mệt mỏi và ngủ gật. Tạm giữ hình sự tài xế xe tải gây tai nạn ở Đắk Lắk khiến 13 người thương vong. Ngày 10 tháng 10, Công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Văn Huân để phục vụ công tác điều tra về vụ tai nạn giao thông vào chiều ngày 8 tháng 10, làm một người chết, 12 người bị thương. Theo cơ quan điều tra, qua xác minh ban đầu, vào khoảng 13 giờ 30 chiều ngày 8 tháng 10, Phạm Văn Huân là tài xế điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 29H07625 lưu thông ở trên đường tránh thị xã Buôn Hồ, Đắk Lắk, đi từ Gia Lai đến Đắk Lắk. Khi đến km 13+800, do Phạm Huân buồn ngủ và không làm chủ được tay lái, nên đã đi sang làn đường ngược chiều, tông vào xe khách loại 16 chỗ do tài xế Phạm Phú Quý điều khiển. Vụ tai nạn khiến cho anh Lê Quốc Huy, lái phụ xe 16 chỗ tử vong và 12 người khác bị thương. Tối cùng ngày, tài xế đã đến cơ quan công an Buôn Hồ nhận toàn bộ sự việc. Tài xế xe du lịch ra tín hiệu nhưng xe tải vẫn cứ lao vào. Các y bác sĩ tại khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vẫn đang tích cực điều trị cho nạn nhân trong vụ tai nạn nói trên. Xe tải do tài xế Phạm Văn Huân điều khiển đã tông vào xe khách do Phạm Phú Quý lưu thông theo hướng ngược lại, vụ việc khiến một người tử vong, 12 người bị thương. Bà NTN cho biết 11 người trong đoàn là nhân viên của một công ty mỹ phẩm ở Hà Nội. Ngày 6 tháng 10, đoàn vào thành phố Buôn Ma Thuột dự kiến đi du lịch tại ba tỉnh Tây Nguyên. Trưa ngày 8, chiếc xe 16 chỗ của chi nhánh công ty du lịch tại Đắk Lắk đón 11 người trong đoàn cùng với tài xế và hướng dẫn viên du lịch từ thành phố Buôn Ma Thuột đi Gia Lai. Bà N kể lại, thời điểm xảy ra tai nạn, tất cả mọi người trong đoàn đang ngủ thì tôi nghe tiếng động lớn. Sau đó, chiếc xe lao đảo và nghiêng lật. Mọi người la hét hoảng loạn, riêng tôi bị kẹt đầu vào giữa hai ghế. Sau khi xảy ra tai nạn, khoảng 15 phút mới được người giải cứu. Tôi bị chấn thương phần nền ở đầu, gãy xương bàn chân. Chưa hết bàng hoàng thì chị Hoàng Liên cho biết chị bị thương ở đầu, tay và cuộc sống. Thời điểm xảy ra tai nạn, chị thấy chiếc xe tải phía trước cứ lao tới xe mình. Tài xế du lịch đã ra tín hiệu nhưng bên kia cứ lao tới. Còn anh Phạm Phú Quý cho biết anh bị chấn thương nhiều chỗ trên cơ thể và đang chờ kết quả. Anh Quý kể lại, khi chạy tới một con dốc ở trên đường của đường tránh thị xã Buôn Hồ thì anh phát hiện chiếc xe tải đang đổ dốc qua lấn làn xe mình. Lúc này anh Quý đã đá đèn, bấm còi nhưng khi tài xế vẫn lưu thông ở phần đường ngược chiều. Khi gần tới thì anh Quý hoảng hốt lánh sang phần đường ở bên trái để tránh xe và tông ngay vào phần hông bên phụ. Cú tông mạnh khiến cho xe lật nghiêng ma sát vào lan can một đoạn dài. Anh nói, nếu tôi không né kịp thì hai xe sẽ đâm trực diện và hậu quả nặng hơn. Nếu không có lan can bên đường thì xe đã lao xuống vực và sẽ bị lật nhiều vòng. Đại diện Bệnh viện Đa khoa thì cũng đã cho biết, vào khoảng 15 giờ 20 phút, ngày 8 tháng 10, bệnh viện tiếp nhận 13 trường hợp, trong đó một bệnh nhân tử vong. Một người tử vong trong vụ tai nạn là anh Hát ngồi gần cửa. Lúc này bệnh viện đã bấm nút báo động đỏ, huy động toàn bộ y bác sĩ có mặt tổ chức cấp cứu cho bệnh nhân. Bệnh nhân LTQ đã bị chấn thương sọ não, chấn thương cuộc sống, ngực gãy nhiều xương sườn,
Sau khi cấp cứu, bệnh viện đã chuyển bệnh nhân ra qua Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để chữa trị. Ngoài ra, một bệnh nhân bị gãy tay nhiều đoạn, một bệnh nhân bị gãy xương bàn tay, còn lại chấn thương tương đối nhẹ và đang tiếp tục được thực hiện theo dõi. Tài xế xe khách không vi phạm nồng độ cồn, âm tính ma túy. Sau vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra, tại hiện trường chiếc xe ô tô khách 16 chỗ đã bị móp phần bên trái, kính chắn ở các cửa ô tô đều vỡ. Sau khi va chạm với xe chở khách, chiếc xe tải cũng đã húc đầu lan can, dừng lại ở phần đầu thu xuống ta luy âm. Hư hỏng nặng, lực lượng công an nhanh chóng có mặt nắm bắt thông tin. Qua camera hành trình của một số phương tiện lưu thông trong thời điểm xảy ra tai nạn, thì tài xế xe tải đã chạy lấn làn. Tài xế xe tải thừa nhận toàn bộ sự việc, đồng thời cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra nồng độ cồn và test ma túy. Kết quả tài xế không vi phạm nồng độ cồn, âm tính ma túy. Riêng tài xế xe tải về phía cơ quan chức năng sẽ cung cấp khi có kết quả. Sau vụ tai nạn giao thông, Công an Đắk Lắk, thị xã Buôn Hồ đã đến bệnh viện thăm hỏi và động viên những nạn nhân. Ban An toàn Giao thông Buôn Hồ cũng đã chia sẻ và hỗ trợ những nạn nhân bị thương nhẹ 1 triệu đồng, thương nặng 2 triệu đồng. Riêng nạn nhân tử vong, sáng nay đại diện Công an Buôn Hồ, Ban An toàn Giao thông, thị xã Buôn Hồ cũng đã đến thăm hỏi và hỗ trợ là 5 triệu đồng. Xe khách 16 chỗ và xe tải tông nhau, 13 người thương vong ở Đắk Lắk. Chiều ngày 8 tháng 10, đại diện trạm cảnh sát giao thông Rông Búc đã xác nhận phối hợp phân luồng giao thông xe khách và xe tải tông nhau khiến 13 người thương vong. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 13:30 trên tuyến đường tránh thị xã Buôn Hồ giữa xe khách mang biển số 47F00 và xe tải mang biển số 29H07. Và khi hai xe va chạm nhau đang lưu thông ngược chiều, một người chết tại chỗ, nhiều người bị thương. Theo ghi nhận của phóng viên, 10 hành khách bị thương đưa đến Bệnh viện Thiện Hạnh cấp cứu. Tại hiện trường, xe khách và xe tải hư hỏng nặng, ngành chức năng khám nghiệm hiện trường, phân luồng và đảm bảo an toàn giao thông. Một lãnh đạo Bệnh viện Thiện Hạnh, đơn vị tiếp nhận 13 nạn nhân trong vụ tai nạn cho biết, có một người tử vong ngoại viện. Hiện có một nạn nhân đang chấn thương sọ não, tiên lượng rất xấu. Đối với 11 nạn nhân còn lại đang được cấp cứu và tình trạng tổn thương, không nguy hiểm đến tính mạng. Theo bệnh viện, trong số nạn nhân bị thương có cả tài xế 16 chỗ và nhiều người bị chấn thương ở đầu, gãy tay. Công an thị xã Buôn Hồ và trạm cảnh sát giao thông Rông Búc cũng đã kiểm tra và phân luồng, làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn nói trên.